Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ một thông tin về một đại gia ở Biên Hòa, Đồng Nai, đã dám chi bỏ ra khoảng 3 tỷ đồng để mua một chú chó từ Trung Quốc. Được biết vị đại gia này có tên là Nguyễn Văn Tuyến ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tháng 12 năm 2018, vị đại gia này cũng đã bỏ 2,6 tỷ để mua một chú chó exotic bù lì màu nâu đỏ cũng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay ngày đầu năm mới ngày 1 tháng 1 năm 2019 vị đại gia này chi tiếp 3 tỷ đồng để mua thêm một chú chó bù lì nữa. Được biết chú chó này cũng giống chú chó anh mua cách đây không lâu, nó được nhập từ châu Âu về Trung Quốc và rồi được anh mang về Việt Nam. Anh Tuyên cho biết, dòng chó này là dòng chó cơ bắp, chân tay khuỳnh, đầu con, đầu to. Anh cho chúng ăn những thức ăn nhiều đạm để bổ sung cơ bắp và lông mượt hơn. Dòng chó bù lì được đánh giá là khá hiền, thân thiện với mọi người vì thế nên được rất nhiều người mua và giá của nó cũng khá cao. Sau khi đăng tải, những thông tin này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng 3 tỷ cho một chú chó là quá đắt, tuy nhiên vẫn có nhiều người nói rằng số tiền đó là bình thường. Bởi vì khi sinh chó con, giá bán của chúng cũng rất cao, có khi còn lên đến hàng trăm triệu đồng. Chưa kể đến việc thu tiền từ dịch vụ phối giống cũng lên đến hàng chục triệu một lần.